Chào mừng các bạn đến với siêu thị điện máy HC Hải Dương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dò kênh và sắp xếp lại kênh trên chiếc TV Sony này. Và dò bằng anten nhé. Và muốn dò kênh thì trước hết mình phải cần phải có một cái dàn anten, và mình chỉ cần lối dàn anten đó vào sau chiếc TV là được. Mình sẽ cắm như này. Các bạn xem nhé. Sau khi cắm xong thì mình sẽ trở về chiếc TV và bắt đầu dò kênh nhé. Các bạn có thể nhìn chiếc điều khiển đây ạ. Mình sẽ kéo xuống phần cài đặt nhé. Mình sẽ ấn OK vào phần cài đặt này. Nút OK là nút giữa này nhé. OK thì cái phần thiết lập kênh thì nó ở ngay đầu này. Mình sẽ ấn OK vào thiết lập kênh. Cái kênh thì nó có thiết lập analog và thiết lập kỹ thuật số. Thì các bạn sẽ chọn phần thiết lập kỹ thuật số nhé. Thì mình sẽ ấn OK vào đây. Sau khi OK nó ra là dò kênh kỹ thuật số này. Và mình sẽ vào phần đầu tiên là dò kênh kỹ thuật số. Nó có dò tự động này. Thì mình sẽ dò tự động nhé. Vì dò thủ công mất rất là mất thời gian. Và hỏi là bạn có muốn bắt đầu dò kênh nữa không thì mình nhấn chấp nhận nhé. Và dò kênh này thì nó sẽ mất tầm khoảng 3 đến 4 phút thì nó hơi lâu một chút. Sau khi dò kênh xong thì mình có thể sắp xếp các kênh theo ý muốn của mình. Kênh 1 là VT1 này, hoặc kênh 1 là kênh Hải Dương này, hoặc kênh 1 là kênh VT3 này. Thì mình có thể sắp xếp lại theo ý muốn của mình. Các bạn sẽ đợi một chút để khi sau khi dò kênh xong thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp lại kênh nhé. Hay là quay hai video của mình đấy. Để cho đi chắc. Đúng. Quay đi. Ấn thì đâu? Chưa biết chỉnh sửa điều gì. Hết rồi chị ơi. OK, đây là cái màn hình mà khi mà các bạn đã dò kênh xong. Đây là một, đây là VT1 rồi này, hai là VT2 rồi này, ba là VT3 rồi này. Nhưng mà khi các bạn muốn thay đổi theo ý thích của mình ấy, ví dụ các bạn muốn là kênh 1 phải là kênh Hải Dương, thì các bạn sẽ ấn nút sang phải nhé. Bạn chọn kênh Hải Dương này, bạn ấn nút sang phải này. Thì bạn sẽ di chuyển đến con số nào mình thích nhé. Ví dụ 4 này, hoặc 5 này, hoặc 3 này. Hoặc là kênh Hải Dương là kênh 1 này. Nhấn OK. Đấy, sau khi OK xong thì nó sẽ trở về là kênh 1 sẽ là kênh Hải Dương.
và mình cứ làm từng bước như thế. Những cái kênh mà mình hay xem, mình ưa thích mà mình muốn chọn số, mình hay nhớ, mình dễ nhớ thì mình sẽ làm như vừa nãy nhé. Ví dụ nhé, mình sẽ chuyển kênh VT1 về số 1 như ban đầu nhé. Đây ạ, mình chỉ cần ấn nút sang phải này. Đấy. Khi nó sang phải rồi thì mình chỉ cần di chuyển đến con số mình thích. Sau đó mình nhấn OK thì là sẽ được ạ. Đấy, xem mình sẽ ấn về số 1 này nhé, nhấn OK. Đấy, thế là xong. Rất là đơn giản, thì chỉ cần một lần thôi, lần sau các bạn chỉ cần ấn số đấy là tự động là nó sẽ ra. Và sau khi xong thì mình chờ nút back này để hoàn tất nhé. Xong và mình muốn đang ở đây và mình muốn xem về tivi để xem ấy, nó có nút trên đầu này các bạn này. Đây là nút đầu vào. Các bạn ấn vào đây. Nó ra rất nhiều đúng không ạ? HDMI rồi là mình vào kỹ thuật số để xem tivi. Ok ở đây. Mình xem tivi bình thường. Còn nếu các bạn đang xem bình thường như này mà các bạn muốn sắp xếp lại kênh thì các bạn sẽ nút home nhé. Mình vào cài đặt. Mình vào phần thiết lập kênh nhé. Đây, thiết lập kỹ thuật số này. Ok ở đây ạ. Rồi mình sẽ vào dò kênh kỹ thuật số ạ. Chỉnh sửa danh sách chương trình nhé. Ngoài ra những cái lúc đấy mà mình hướng dẫn các bạn ấy thì các bạn chỉ cần thao tác thế là được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Có gì thắc mắc thì các bạn sẽ comment bên dưới của mình nhé. Cảm ơn các bạn ạ.